Rồi ok, và xin chào tất cả những người anh em đang theo dõi clip của mình. Mình là Phong này. Vâng. À, trước hết thì mình cần phải nói là cái clip này ấy, là tự dưng mình cũng vô tình bấm nhầm nút quay, thành ra là quay được cái clip này thôi. Lúc đấy thì cũng chả để ý đâu, tự dưng lúc hết ván định out ra thì mới thấy là đang quay, cho nên là thôi bây giờ là mới bình luận cho anh em đây. Vâng, thì hôm nay thì mình sẽ mang theo một cặp bài trùng, đấy chính là Bazzi Gold và con lóc 18 gold nha. Mình sẽ chơi Hero Chibi đi cho đổi gió. Nói chung là chế độ gì cũng được, có hero là mình chơi thôi. Chứ zombie nhiều quá thì thành ra nó cũng hơi chán. Còn đối với người thì chắc mình không chơi được, bởi vì là thứ nhất là mình rất là gà, vậy thứ hai là nó cũng lag, cho nên là chắc không bắn người được, đi rank được. Ok, cho nên mình chơi tạm Hero Chibi thì dù sao ấy đầu to thì Vâng. nó cũng dễ bắn hơn. Ok. Thì hai khẩu này nói chung là rất là hiếm rồi, mình nhớ là mới chỉ xuất hiện một đợt duy nhất thôi, là cái đợt nạp tích lũy, cho nên là mình khá là cũng ít bạn sở hữu. Ngoại hình thì rất là bắt mắt với hình con rồng, nó rất là uốn lượn. Còn lóc 18 gold là thêm cái phần vàng 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 ở trên đấy, trùng nó cũng bình thường, ba le gold mới đẹp này. Ok. Kỳ nghỉ Tết thì nó rồi cũng đã gửi một trôi qua. Nghỉ Tết năm nay rất là ngắn, có một tuần thôi. Nói chung là mình thấy năm nay nó cũng không được ra cả. Vâng. Mình thấy Tết nó cứ nhạt nhạt sao ấy, nhưng mà không biết anh em có kiếm được nhiều lì xì không đấy. Mình thì năm nay thì cũng hơi ít thôi, nói chung là cũng không trông mong gì lắm. Đi chơi phố phường các thứ thì cũng năm nay thấy mình cũng thấy nó cũng ít nơi nó cũng đầu tư lắm. Ngoài đường phố thì nó cũng có gọi là đèn lá nó ít hơn các năm trước rồi, không còn thấy nó nhộn nhịp, với lại là nó không khí Tết nữa rồi đấy. Thì nói chung là đợt Tết vừa rồi thì mình cũng đi đi với gia đình, cũng đến chúc Tết họ hàng các thứ thôi. Cho nên là cũng không có thời gian làm clip cho anh em. Thì vừa hết nghỉ Tết cái thôi thì lâu lâu lại làm ván. Gọi là quay trở lại tí. Rồi, hai thằng luôn. Ok. Nói chung là sang năm mới thì cũng chúc anh em tập kích thì gì nhỉ, gắn bó với game hơn này. Mặc dù mình nói thật đấy là game này nó cũng hút máu, thấy event lần nào cũng phải nạp cả triệu vào mới được xuống VIP thì cũng hút nó thật, nhưng mà nói chung là gần đây thì cũng thấy gì nhỉ, VTC thì nó cũng rộng lượng tí, bằng cách là có mấy cái sự kiện làm nhân đôi, làm nhận quà, với lại là đăng nhập tặng súng VIP, thì nói chung là cũng có tiến triển hơn chút, nó không đáng là bao nhưng mà thôi, thế là nó cũng đỡ hơn hồi trước rồi. Bụng và cũng ngoài ra thì cũng có rất nhiều súng mới này, thì nói chung là mình sẽ cố gắng mượn những nick có những khẩu súng đấy rồi mình review cho anh em. Nói chung là cũng chỉ cần anh em ủng hộ thôi. Ok. Và năm mới thì cũng mong là VTC phát triển hơn nữa về mặt tập kích, và nói chung là cũng bớt hút máu đi, cũng chịu khó chăm sóc cho anh em tí, chứ đừng có kiểu mà lúc nào phải nạp được con súng VIP thì mình không thích. Nói chung là game điện thoại thì các bạn cũng phải hiểu là rất nhiều các lứa tuổi chơi mà mình thấy thì hầu như cũng toàn là mấy em cấp 1, cấp 2 các thứ đã thấy cầm iPhone, iPad bắn các thứ rồi.
nhưng mà cũng không phải vì trẻ mà không có kinh nghiệm, mà cũng nhiều bạn nhiều em cũng chơi siêu bét đấy. Còn các anh thì không nói gì rồi. Ok, nói chung là tập kích thì cũng chơi mà để cho vui thôi, chứ cũng không phải là mình nên nghiện quá với nó thì nói chung là cũng không tốt. Vì khi giao cùng nghề game đủ trên máy tính hay điện thoại thì nó cũng đều là giải trí mà, mình chơi cứ điều độ thôi. Ok. Đấy rồi, ăn liền luôn ba em tuyệt vời rồi. Vâng, nửa bình. À, đợt Tết vừa qua thì hậu quả là mình cũng hơi tịt mũi tí, cho nên là cái giọng nó không được tốt, mong anh em thông cảm. À, thì năm mới cũng chúc anh em có nhiều may mắn, sức khỏe, gia đình thì cũng làm ăn tân tới, ăn khang thịnh vượng. Ok, cũng thực ra cũng hơi muộn rồi, bây giờ thì cũng hết Tết rồi, lịch nói chung là học và làm việc lại bắt đầu quay lại rồi. Cái điều đấy thì cũng không không ai muốn cả, nhưng mà thôi, Tết nó cũng có hạn thôi, chúng ta lại quay trở lại cuộc sống bình thường. Rồi. Nói qua kênh của mình một chút thì gọi là mình đây sẽ tự dưng này. Nói chung là mình cũng làm YouTuber được 1 tháng rồi, và sau 1 tháng thì mình có tổng cộng là 53 lượt đăng ký. Thì đối với mình thì đấy cũng một con số nó không phải ít mà cũng không phải nhiều. Nói chung là mới ra đầu thì mình nghĩ thế là cũng tạm rồi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là mình thấy mình là bởi vì là một con là một người mới mà, cho nên là cũng chưa ai để ý là đúng rồi. Với lại là mình cũng phải thừa nhận là video của mình nó lag hơn so với những YouTuber khác như là Lục Minh Đâu này, Tuấn HC này, Happy Cream ấy, với lại là Phúc Số Trai. Có cả FA China nữa, Bùi Bùi Hữu Hùng ấy. Ok, thì nói chung là tất cả là do cái điện thoại mình thôi. Nhiều anh em thì cũng bảo là sao mình không nên đầu tư hẳn một cái máy con rồi mình quay cho nó mượt, thì mới nhiều anh em quan tâm. Thì nói thật là điều kiện của mình thì nó cũng có hạn. Không phải là cứ muốn là có một cái máy mới đâu, cho nên là tìm một cái máy nào mà nó vừa rẻ lại vừa mượt. Nó mượt tức nghĩa là chơi quay mượt đấy, khi chơi thì không thì máy mình không đến nỗi đâu, nhưng mà mỗi lần quay là máy mình nó hơi giật giật. Thì mà một cái điện thoại như thế mà nó lại vừa túi tiền thì cũng hơi khó, cho nên là đấy là lý do tại sao mình chưa mua cái máy mới là vì thế. Thì cái này thì cũng không có gì nhiều, chỉ muốn anh em thông cảm thôi, chứ mình cũng chẳng biết nói thế nào cả. Mình thì bao giờ cũng muốn những cái clip nó chất lượng cho anh em một chút. Mình thì vẫn là mình cũng từ đầu cuối là mình cũng trung thành luôn với cái phong cách của mình, chính là phong cách cận chiến zombie. Ok, một cái phong cách mà vẫn còn rất mới mẻ mà chưa một YouTuber nào là chuyên về cái đấy, hoặc là cũng có một số YouTuber ấy thì thỉnh thoảng làm clip zombie ấy, thì nói chung là vẫn là chủ yếu là ăn lấy kill thôi, và thỉnh thoảng lắm thì mới cận chiến.
Còn mình thì lúc nào mình cũng sẽ đảm bảo cho các bạn có cận chiến. Ok. Thì đây là cái phong cách của mình. Rồi, ok. Thì nói chung là mình cũng mong là anh em ủng hộ thôi, chứ cũng chả có gì cả. Ok. Còn lượt view của mình ấy thật là cũng ít, rất ít đấy. Chúng mình ở một clip bây giờ của mình ấy, nếu mà đăng mình tính sau là một ngày ấy, thì có khoảng 30 clip. À quên, không phải là 30 view, 30 lượt xem ấy. Thì nói chung là cũng là hơi ít. Nhưng mà thôi, nói chung là giai đoạn đầu này thì cũng cần phải cố gắng và kiên trì, chứ cũng không thể lái nào được. Chứ không phải bộ một phát mà mới làm mà đã rồi 100 view, 1000 view thì cái đấy mình không làm được. Còn bình luận ấy thì nói chung là mình vẫn sẽ cố gắng, nhưng mà tính mình thì nó cũng không được hài hài đâu, cho nên nhiều lúc nó cũng hơi nghiêm túc quá thì mong anh em mình cũng thông cảm đi. Cái này thì cũng không ép buộc được, bởi vì nó thực ra nó thành bản chất của mình rồi. Mình thực ra sống ngoài đời thật đấy, mình cũng sống kiểu nghiêm túc lắm, chứ không kiểu bữa bữa hài hài đâu. Nói chung là quay clip thì phần nào nói thì rồi cũng sẽ bị như thế. Ok. Đấy nhá. Ok, mình nói về xong hai vấn đề rồi, là bình luận và chất lượng clip là hơi lag rồi nhá. Ok. Còn ngoài ra thì trình độ mình ấy, thì mình cũng lại nói lại nữa là chơi do bài ấy, mình xác định cận chiến ấy, thì cái rủi ro mà làm do bài khi mà cận chiến mid là cực kỳ lớn. Mình phải nào, mình phải nói thẳng ra là khoảng 80 đến 85% ấy, nếu không có giáp ấy. Bởi vì cái sự hư cấu khi cào của Zom là các bạn biết rồi, chỉ cần dụng đứng xung quanh đó thôi là mình 90% là mình tử rồi. Nói chung là mình cũng không khắc phục được. Game chuyện điện thoại mà, trên máy tính lại khác, còn chôn với còn né các kiểu được, chứ tập kích thì Zom lại có thêm cái auto ấy, rất là khó. Đấy là cũng là lý do mà tại sao ấy mình cũng rất ghét những cái phòng mà bọn nó thủ dâm nhiều quá. Ba bốn đứa đứng cùng một chỗ mà cầm súng máy thì thôi, chứ nghĩ tá bay ra nó lên được. Zom thường thì lên bằng niềm tin rồi. Chúng rất là ghét mà cũng chả biết làm nào được, thôi thì vẫn đây chấp nhận thôi. Và súng thì nói chung là mình cũng sẽ cố gắng cơ. Mượn được những cái nick, có những cái súng VIP cho anh em, để anh em xem. Rồi, ok. Thôi, nói chung là cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nhé. Và thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ nhé. Ok, xin chào mọi người.